cái bài tập chúng ta thì đa số là khấu hao theo phương pháp đường thẳng hết. Và nếu như mà trong thực tế chúng ta thì nó có nhiều phương pháp khấu hao lắm, giống như trong nguyên lý kế toán mà chúng ta biết, với lại trong cái file chiết khấu và khấu hao thầy đã gửi cho các em đó, thì trong thực tế chúng ta có nhiều phương pháp thì chúng ta cần phải tính biết được đó là mình khấu hao theo phương pháp nào, để mà còn tính toán cái giá trị kế toán còn lại, để mà so sánh nó với cái nguyên giá. Rồi máy móc thì 600 triệu thì khấu hao đem phát đường thẳng với 10 năm. Nếu công suất huy động 100% công suất thì sẽ sản xuất được 100.000 sản phẩm, 100.000 sản phẩm. Và đây là cái bảng dự trù lời lỗ của chúng ta trong cái điều kiện mà mình sản xuất được 100.000 sản phẩm. Còn trong thực tế thì mình sẽ rất là không có huy động được 100% công suất, mình có thể là huy động được chỉ có ít hơn 1% công suất thiết kế thôi. Thì chủ yếu là người ta cho cái này để mà mình dựa vào cái này, dựa vào cái bảng này để mà mình tính cái bảng dự trù doanh thu lời lỗ ứng với cái điều kiện đó là mình sản xuất cái công suất thực tế. Em không có bật cái nội dung trình bày nhé, thầy em bật nè. Rồi, công suất huy động của các năm dự tính ở cái chỗ này nó có những cái dòng y nghiêng, có những cái dòng y nghiêng, đó là các khoản mục chi phí ước tính thì không gồm lãi vay dài hạn ngân hàng, không gồm lãi vay dài hạn ngân hàng. Đây. Trong này, trong cái bảng dự trù lời lỗ này nó chưa bao gồm cái lãi vay dài hạn ngân hàng, và cái chi phí cố định thì không thay đổi trong các năm hoạt động rồi đó. Nhìn trong cái bảng dự trù lời lỗ này thì mình thấy là cái chi phí cố định hay là cái định phí này, nó là cố định, nó cố định không thay đổi trong các năm hoạt động, và nó không có cái lãi vay dài hạn ngân hàng. Chứ nếu mà có lãi vay dài hạn ngân hàng thì chắc chắn là nó không cố định như vậy, có nghĩa là nói chung là trong cái bảng này người ta chưa có cái lãi vay dài hạn ngân hàng. Tại vì lãi vay dài hạn ngân hàng đó thì nó sẽ nằm ở trong cái cố định, chi phí cố định. Nhưng mà trong này người ta muốn nó trong 300 cố định đó thì nó lại không có cái dài hạn ngân hàng. Công suất hoạt động các năm dự tính như sau: 70%, 80%, rồi các cái năm sau rồi 95, rồi 80, 70, 70. Rồi người ta cho mình cái mức tài sản lưu động, tức là cái mức lưu kho nguyên nhiên vật liệu và dự trữ cần thiết ở các cái năm ứng với từng cái công suất, là người ta tính cho mình cái vốn lưu động luôn rồi. Đấy, rồi bây giờ mình chỉ việc xử lý cái vốn lưu động này theo cái quan điểm của dòng tiền thôi. Còn trong thực tế thì làm sao để mà chúng ta tính toán ra được cái vốn lưu động này đó là cả một cái vấn đề rất là nan giải. Giống như là chúng ta phải dự tính xem là mình cần bao nhiêu cái lượng tiền mặt dự trữ, cần bao nhiêu tiền để mua cái nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho cái năm đó, rồi mình dự tính xem đó là trong cái năm đó thì khoản phải thu phải trả như thế nào, mình tính cho khách hàng nợ bao nhiêu, rồi mình định mua của nhà cung cấp nào thì được nợ bao nhiêu, rồi tính xem là có vay ngắn hạn ngân hàng để bổ sung nguồn vốn ngắn hạn trong cái năm đó hay không. Rất là nhiều. Trong thực tế làm sao để mà mình dự tính được cái vốn lưu động để mà sản xuất cho cái năm đó thì nó mới là khó, còn mình xử lý thì nó không có gì là khó cả. Giống như bây giờ mình trồng một cái mình trồng một cái vườn bắp, thì mình phải dự tính thêm đó là cái mùa vụ này tốn bao nhiêu tiền, thì cái đó mới là khó. Bao nhiêu tiền mua hạt giống, bao nhiêu tiền mua thuê công, bao nhiêu tiền tưới nước, bao nhiêu tiền thuốc trừ sâu, bao nhiêu tiền này kia, thì cái đó nó mới là khó. Và dự trữ một cái lượng tiền như thế nào cho nó phục vụ cho cái việc lưu động linh động trong cái năm đó, như vậy nó mới là khó. Chứ người ta cho sẵn ra như vậy rồi á thì nó không có gì là khó nữa, mà mình chỉ xử lý nó theo cái quan điểm của dòng tiền thôi. Rồi biết rằng trong 500 triệu đồng trong tổng vốn đầu tư ban đầu ấy, thì người ta vay ngân hàng với cái lãi suất là 10% một năm,
trả trong vòng 4 năm. Cái này là Y, cái này N, 4 năm là N. Rồi cái vay 500 triệu thì cái này là P. Đấy. Như vậy thì trả bằng cái kỳ khoản cố định là trả theo cái phương pháp tính U. Như vậy thì thay vào trong cái công thức chiết khấu và khấu hao này. Đây. Các em thấy thay vào trong cái chiết khấu và khấu hao này. Tính U. Đây cái công thức tính U này. Đấy. Thì mình sẽ tính ra được cái U này thôi. Đấy. Cái gì cũng có hết rồi. B là bằng 500, Y là bằng 10%, N là bằng 4, 5, 4. Như vậy có hết rồi. Còn mỗi cái này là chưa có thôi. Chúng ta tính vào, chúng ta sẽ tính ra được cái U. Rồi tính ra được cái U rồi, chúng ta sẽ lập ra một cái bảng vay và trả nợ như này. Để biết đó là mỗi năm trả lãi bao nhiêu, mỗi năm trả gốc bao nhiêu. Đấy. Đấy, như vậy không có khó. Rồi biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, biết biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chúng ta là 25%, 25%. Hãy xác định ngân lưu thuần của dự án và tính cái chỉ tiêu và tài chính nếu như mà cái suất chiết khấu tính toán hay là cái suất sinh lợi tối thiểu của nhà đầu tư là 18%. Thì trong cái này, trong cái hôm sau mình sẽ học đó là suất sinh lợi tối thiểu mà nhà đầu tư mong muốn để chấp nhận cái dự án này. Đấy. Chứ còn mà nó sinh lời được khoảng 15, 13, 12 gì đó là NBV nó sẽ âm, chắc chắn là chúng ta sẽ không có chấp nhận. Như vậy thì thầy sẽ lập cái dòng tiền của cái dự án này. Đây là cái bài tập đầu tiên, đây là tập mẫu. Đây là một cái dự án độc lập, vì thế nên đó là chúng ta lập nó một cách độc lập thôi, không cần phải lập một cái dòng tiền tăng thêm. Thì thực ra thì lập một cái dòng tiền độc lập thì có nghĩa là mình cũng đang lập một cái dòng tiền tăng thêm của cái phương án là làm dự án này hay là không làm dự án này rồi. Đấy. Còn những cái dạng mình đồng tiền tăng thêm, ví dụ như làm A hay làm B, mở rộng hay là giữ nguyên hay là gì đó thì nó khác. Còn đây là một dự án độc lập thì ngay cả cái dự án độc lập thì nó cũng có nghĩa là một cái dòng tiền tăng thêm của phương án làm hay là không làm. Nhưng mà đa số trong trong thực tế thì nó lại là những cái dự án phụ thuộc nhé, chứ nó không phải là những dự án độc lập. Đa số là mình quyết định xem là làm A hay làm B, hay là làm cái này hay là làm cái kia, thì mình lập so sánh cái dự án loại trừ nhau, chứ không phải là trong thực tế là những dự án độc lập nhau. Dự án độc lập thì bữa trước ta nói là nó là những cái dự án mà nó độc lập nhau về mặt nguồn vốn, về mặt thị trường, về mặt công nghệ, về mặt địa lý, về mặt này kia, có nghĩa là việc làm hay không làm dự án này thì không toàn có ảnh hưởng gì tới việc làm hay không làm dự án kia. Thì trong thực tế thì có rất nhiều những trường hợp là nó độc lập nhau như vậy, nhưng mà có một thứ nó cũng rất khó độc lập, đó là cái vốn của mình, có nghĩa là tiền của mình. Có nghĩa là mình làm dự án này á, thì đôi khi á là mình phải bỏ cái dự án kia, vì thế nên mình phải so sánh giữa hai cái phương án. Chứ ít khi nó là một cái dự án độc lập. Rồi bây giờ thầy sẽ làm cái bài tập này. Thì thường trong thực tế thì người ta lập dự án thì người ta sẽ lập trong dự án thì người ta cũng dùng Excel. Tại vì Excel nó là một cái bảng tính, nó thể hiện trên cái dòng tiền, nó thể hiện cái dòng thời gian. Vì thế nên nó là trong thực tế người ta sẽ sử dụng Excel.